Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 3 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Mỹ-Trung căng thẳng dâng cao kể từ sau cuộc gặp mặt đầu tiên của các đại diện cấp cao. Đây chính là thời điểm vàng để cái bắt tay Nga-Trung càng thêm bền chặt. Trung Quốc đã họp bàn kế sách ngay với Nga sau cuộc gặp căng thẳng với Mỹ. Giới quan sát cũng đặt ra câu hỏi liệu cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập có thể diễn ra tiếp theo hay không? Trong lúc đó, Trung Quốc rất bình thản tuyên bố dàn hàng hơn 200 tàu ở Biển Đông là rất bình thường. Những thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc thành nước đầu tiên phê duyệt hiệp định RCEP. Người Mỹ gửi thư xin lỗi đến Đại sứ quán Nga sau khi ông Biden nặng lời với ông Putin. Pháo chống tăng của Ý bắn nhầm vào nông trại giữa đêm. Ả Rập Xê Út và Sudan tiến hành tập trận chung ở Biển Đỏ. Na Uy đối mặt nguy cơ đe dọa an ninh vì biến đổi khí hậu. Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt với 11 quan chức quân đội Myanmar. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 23 tháng 3 phát trên kênh FBNC. Chỉ 2 ngày sau cuộc đối thoại cực kỳ căng thẳng với Mỹ tại Alaska, Trung Quốc tuyên bố sẽ đón tiếp lập tức đối tác chiến lược thân thiết và mạnh mẽ là Nga để chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác. Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc mời Nga thăm Trung Quốc ngay sau cuộc gặp ở Alaska cho thấy sự tin cậy lẫn nhau về mặt chiến lược giữa Bắc Kinh và Moscow là rất cao, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ cũng đang trở nên căng thẳng. Sau khi ông Biden gần đây đã không tiếc lời công khai chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ sát nhân và cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử. Nga đã phải triệu hồi đại sứ tại Mỹ về lại nước để thảo luận lại chính sách ngoại giao với Mỹ. Do vậy, quả thật là một thời điểm vàng để cái bắt tay Nga-Trung Quốc càng thêm gắn kết và chặt chẽ hơn nữa trong các kế sách đối phó với Mỹ, cũng như các vấn đề điểm nóng trong khu vực, từ thỏa thuận hạt nhân Iran đến vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gửi lời mời đến Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov đến thăm Trung Quốc từ thứ Hai đến thứ Ba tuần này. Trong lúc đó, phía Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Brussels, Bỉ từ thứ Hai đến thứ Năm để tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng NATO và giao lưu với các nhà lãnh đạo EU. Điều đáng nói là một số chiến lược gia Mỹ trước đây đã từng đưa ra lời khuyên rằng Washington nên kéo Moscow về cùng một chiếc thuyền đối đầu với Bắc Kinh. Thế nhưng hiện tại, sự việc có vẻ đang đi ngược lại và thậm chí một số nhà quan sát lo ngại rằng bối cảnh này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới. Với hai chiến tuyến rõ ràng, Mỹ hợp tác với EU, còn Trung Quốc sẽ sát cánh với Nga. Mặc dù dùng khái niệm chiến tranh lạnh để dự đoán diễn biến sắp tới có phần hơi thái quá, nhưng các chuyên gia cho rằng sự cạnh tranh giữa các cường quốc là khó tránh khỏi. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn đưa ra một lời cảnh báo, Mỹ đang và sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu chọn đối đầu với cả Trung Quốc lẫn Nga cùng một lúc. Hồi đầu tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã từng nói trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục hợp tác chống lại những thông tin sai lệch và cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị vào năm 2021. Trong lúc đó, ở phía Nga, phái đoàn ngoại giao cấp cao sang Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch chi tiết về các chủ đề đàm phán. Cụ thể, ngoài việc thảo luận về các hoạt động chung của họ để đối phó với Mỹ, họ cũng sẽ thảo luận về cách cải thiện quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và cả những lĩnh vực về khoa học, công nghệ, quân sự và an ninh. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với kênh CGTN trước thềm cuộc gặp với Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã trực tiếp kêu gọi hợp tác cấp cao giữa hai quốc gia để đối phó với chủ nghĩa bá quyền mà một số nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đang theo đuổi. Đại diện hai nước Nga-Trung cũng nhắc lại kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác hữu nghị Trung-Nga. Ngoại trưởng Lavrov ca ngợi mối quan hệ hợp tác năng động giữa Nga và Trung Quốc trong hai thập kỷ qua và gọi Hiệp ước này là một văn kiện lịch sử, một nền tảng chính trị và pháp lý cho một kiểu quan hệ mới giữa hai nước. Khi nói về các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ sự bất bình, chỉ trích Mỹ và các nước phương Tây khác đã từ bỏ các nghi thức ngoại giao truyền thống của họ. Từ thời ông Obama đến ông Trump cho đến chính quyền Hoa Kỳ hiện tại, bản năng sử dụng các biện pháp trừng phạt đã ăn sâu đến mức nó đã trở thành phương tiện thông thường của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Như thế, không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Trung Quốc là không khôn ngoan. Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích Trung Quốc, sau cuộc đàm phán đầy căng thẳng Mỹ-Trung vừa qua cũng đã mang lại một dấu hiệu tiêu cực cho các chính sách ngoại giao tương lai giữa hai nước. Câu hỏi được giới truyền thông quan tâm hiện tại là liệu sẽ có một cuộc gặp ở cấp cao nhất giữa hai nguyên thủ quốc gia Mỹ-Trung hay không?
Dựa trên thỏa thuận của nhóm làm việc về biến đổi khí hậu, nhiều kênh truyền thông lớn vẫn dự báo về một cuộc gặp khả thi giữa hai nguyên thủ quốc gia. The Wall Street Journal đưa tin rằng một cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden vẫn có thể xảy ra. Còn theo Bloomberg, Trung Quốc đã gợi ý rằng hai người gặp nhau trong ngày trái đất vào ngày 22 tháng 4. Một cuộc gặp mặt trực tiếp gần như là không thể, nhưng một cuộc gặp gỡ trực tuyến có thể được tổ chức. Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia phân tích Trung Quốc nói rằng, dẫu việc hai nước có thể đồng ý thành lập một nhóm công tác song phương về biến đổi khí hậu có thể mở đường cho sự hợp tác rộng rãi hơn trong tương lai. Nhưng hy vọng về một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có khả năng sẽ là một câu chuyện xa vời trong thời điểm này. Bởi lẽ, nếu Mỹ liên tục đưa ra những cáo buộc đanh thép, tố cáo Bắc Kinh trước những vấn đề về Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, thì phía Trung Quốc cũng khẳng định sẽ không lùi bước trước những vấn đề này. Có vẻ như việc quá tự tin vào nước cờ liên minh với Nga cũng là một yếu tố giúp Trung Quốc không cần ngừng lại những động thái bành trướng, gây bất bình dư luận quốc tế của mình. Đầu tuần này, Philippines vừa công bố báo cáo ở mức báo động khi 220 tàu quân sự Trung Quốc xếp hàng dài, rong rắn neo đậu tại một bãi đá ngầm trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông hôm 7 tháng 3. Nguồn tin cũng cho biết các tàu Trung Quốc đã tập trung tại đá Ba Đầu, tiếng Anh là Wilson Reef, nằm ở phía đông bắc của cụm đảo sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước việc bị Philippines tố cáo ồn ào trên truyền thông, thì hôm qua ngày 22 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc rất bình thản tuyên bố rằng sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc ở Biển Đông là rất bình thường. Điều tôi muốn nói với các bạn là tàu cá của Trung Quốc đã luôn đánh bắt trong vùng biển của bãi đá ngầm Wilson trong một thời gian rất dài. Gần đây, vì tình hình hàng hải, tàu cá của Trung Quốc đã ở gần Wilson Reef để tránh gió mạnh. Đây là điều hết sức bình thường và chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể nhìn nhận điều này một cách hợp lý. Vào năm 2016, một tòa án quốc tế đã vô hiệu hóa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 90% Biển Đông, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết. Trung Quốc đã xây dựng các đảo trong vùng biển tranh chấp trong những năm gần đây, đặt các yêu sách vô lý tại những vùng biển tranh chấp. Điển hình nhất là luật hải cảnh được ban bố vào đầu tháng 2 năm nay, cho phép hải cảnh Trung Quốc áp dụng tất cả biện pháp cần thiết, gồm sử dụng vũ khí, khi cái gọi là chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán Trung Quốc bị xâm phạm. Luật mới còn cho phép hải cảnh Trung Quốc phá hủy các công trình mà nước ngoài xây dựng ở vùng biển hoặc trên các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Trong lúc giằng co với Mỹ ở nhiều mặt trận, nội bộ Trung Quốc vẫn tập trung với những kế hoạch phát triển, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế. Theo người đứng đầu vụ kinh tế và thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, còn gọi là RCEP, để trở thành quốc gia đầu tiên phê chuẩn hiệp định này. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã phê chuẩn thỏa thuận sau Trung Quốc. 13 thành viên khác của RCEP cho biết họ sẽ phê chuẩn hiệp định vào cuối năm nay và tất cả các thành viên đều quyết tâm thúc đẩy hiệp định có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm sau. RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới, được ký kết vào giữa tháng 11 năm 2020 bởi 10 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Trở lại với sự vụ ồn ào về lời chỉ trích của Tổng thống Joe Biden nhắm thẳng đến Tổng thống Putin trên sóng truyền hình. Rất nhiều người Mỹ sau đó đã gửi những bức thư xin lỗi tới Đại sứ quán Nga tại Washington, nhấn mạnh những nhận xét xúc phạm của Tổng thống Joe Biden về Tổng thống Putin khiến cho họ xấu hổ, đồng thời nói thêm rằng lời nói của ông Biden không hề thay mặt cho cả đất nước. Phóng viên từ tờ Sputnik News đã có cơ hội nhìn thấy một trong số những bức thư ấy. Nó thậm chí được gửi đến từ một cựu binh lực lượng không quân Hoa Kỳ đã 74 tuổi. Nguyên văn bức thư từ vị cựu binh có đoạn viết như sau. Thưa ngài đại sứ, là một công dân của Hoa Kỳ, tôi vô cùng đau buồn trước bình luận của Tổng thống Biden về Tổng thống Putin. Tôi xin lỗi vì nhận xét thô lỗ, đáng xấu hổ, thiếu kinh nghiệm và vô căn cứ của ông ấy. Tôi dành cho ông Putin sự tôn trọng cao nhất và hy vọng ông ấy chấp nhận lời xin lỗi của nhiều công dân Hoa Kỳ. Xin đừng coi những lời nhận xét của ông Biden như lời nói xuất phát từ trái tim của người dân đất nước này. Chân thành xin lỗi. Một người Mỹ khác cũng đã đích thân gửi thư cho đại sứ Nga Antonov, bày tỏ hy vọng rằng nhận xét thiếu thiện cảm của ông Biden sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động ngoại giao của hai nước. Hãy yên tâm rằng người dân và đất nước Nga có rất nhiều bạn bè ở Mỹ. Ông đã giúp thúc đẩy điều này bằng cách tiếp cận và sẵn sàng đến thăm nhiều nơi trên đất nước và nói chuyện trước nhiều cộng đồng người Mỹ. Tôi hy vọng rằng ông sẽ duy trì cách tiếp cận đó để tiếp tục giữ cho các kênh ngoại giao được mở và khuyến khích các cuộc tiếp xúc giữa những người dân hai nước. Đại sứ Antonov đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các công dân Hoa Kỳ đã viết những lá thư tay này, vì rõ ràng là họ không cần phải làm như vậy. Nhà ngoại giao lưu ý rằng ông vô cùng cảm động trước sự quan tâm và tích cực của người dân Mỹ, những người hiểu sự cần thiết của một cuộc đối thoại tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba tuần trước, ông Biden đã nói với ABC News rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải trả giá vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Nhà lãnh đạo Mỹ khi được hỏi liệu ông có coi Tổng thống Nga là kẻ giết người hay không, và ông Biden đã trả lời là có. Những lời nhận xét của ông Biden dường như đã trở thành một mồi lửa đẩy căng thẳng giữa Mỹ và Nga lên đỉnh điểm. Đại sứ Nga đã bị triệu tập về nước để điều chỉnh lại chính sách ngoại giao với Mỹ, trong khi ông Putin cũng ra một lời thách thức mặt đối mặt gửi đến Tổng thống Biden. Truyền thông nước Ý hôm qua cũng đã tiết lộ về một sự kiện hy hữu của quân đội Ý xảy ra vào tuần trước. Theo đó, pháo chống tăng Centauro của lữ đoàn kỵ binh Pozzuolo del Friuli Ý đã vô tình khai hỏa nhằm vào nông trại ở ngoại ô thành phố Vivaro, khiến nổ tung một chuồng gà của người dân vào giữa đêm và làm chết khoảng 100 con gà. Rất may mắn là không có thương vong về người được ghi nhận. Vụ bắn nhầm xảy ra trong cuộc diễn tập ban đêm của quân đội Ý ở vùng ngoại thành Vivaro, tỉnh Pordenone, miền Bắc Ý. Điều đáng nói là mãi đến tận sáng hôm sau sự vụ, hành động bắn nhầm mới được phát hiện vì vụ bắn không gây cháy và chủ nhà cũng chỉ phát hiện ra chuồng gà tan hoang của mình vào sáng hôm sau. Giới chức tỉnh Pordenone đã mở cuộc điều tra về vụ chiếc Centauro. Như đã nói, kiếp xe thuộc biên chế lữ đoàn thiết giáp Pozzuolo del Friuli. Chỉ huy đơn vị cam kết phối hợp với giới chức địa phương và sẽ điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân sự cố. Centauro là hệ phóng pháo diệt tăng tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được Ý biên chế từ năm 1991. Vũ khí chính của xe là pháo nòng trơn cỡ 120mm với độ giật thấp, kèm hệ thống điều khiển hỏa lực Galileo Avionica Thames, thiết bị đo độ cong nòng và máy tính đường đạn kỹ thuật số. Pháo thủ được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt và bộ đo xa laser, trong khi người điều khiển xe sẽ có kính nhìn đêm khuếch đại ánh sáng và màn hình hiển thị dữ liệu từ kính ảnh nhiệt của pháo thủ. Ở một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út vừa thông báo lực lượng hải quân của Ả Rập Xê Út và Sudan đã tiến hành cuộc tập trận chung Anfuk 4 tại căn cứ hải quân King Faisal của Ả Rập Xê Út ở thành phố cảng Jeddah trên Biển Đỏ. Một quân đội cấp cao của Ả Rập Xê Út cho biết tại lễ khai mạc rằng mục tiêu của cuộc tập trận chung của hải quân Ả Rập Xê Út và Sudan là trao đổi kinh nghiệm và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu với sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến, các đơn vị an ninh hàng hải tư nhân, các nhóm hàng không hải quân, tàu quân sự và tàu tuần tra từ hạm đội phương Tây của Vương quốc Ả Rập, cũng như phát triển quy trình chỉ huy và kiểm soát quá trình hoạt động quân sự để đảm bảo tự do và an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Trước đó, phiên bản đầu tiên của cuộc tập trận Anfuk đã được tổ chức tại thành phố Port Sudan trên Biển Đỏ vào năm 2013. Các đơn vị lực lượng hải quân Sudan tham gia cuộc tập trận đã đến cảng vào tuần trước và được lực lượng hải quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đại diện là hạm đội phương Tây, tiếp nhận. Theo nhiều cuộc khảo sát khác nhau, Bắc Cực đang nóng lên nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Trước tình hình này, Bộ Quốc phòng Na Uy đã đưa ra thông báo rằng băng biển biến mất không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên và động vật hoang dã mà có thể đe dọa an ninh của Na Uy. Bởi lẽ một Bắc Cực ấm hơn với ít băng hơn sẽ mở ra nhiều hoạt động hơn, áp dụng cho cả các công ty thương mại và dân sự, chẳng hạn như vận tải và du lịch, thậm chí là cả các hoạt động quân sự. Chính từ việc tăng cường các hoạt động này sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và hiểu lầm giữa các quốc gia liên quan. Báo cáo nhấn mạnh rằng khả năng lớn hơn là Nga và Trung Quốc sẽ sử dụng tàu dân sự hoặc tàu thương mại để tiến hành cái gọi là hoạt động vùng xám, do đó có thể gây ra sự đối đầu. Hơn nữa, báo cáo của Bộ Quốc phòng Na Uy cũng dự kiến sẽ có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự do biến đổi khí hậu, cũng như áp lực lớn lên các tổ chức ngoại giao quốc tế. Vì biến đổi khí hậu sẽ làm suy yếu khả năng hợp tác, tin cậy lẫn nhau và giải quyết xung đột của các quốc gia. Na Uy không phải là đất nước duy nhất trong việc nhấn mạnh mối đe dọa an ninh do biến đổi khí hậu gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ Lloyd Austin gần đây đã tuyên bố rằng biến đổi khí hậu sẽ là một ưu tiên trong các công việc và đánh giá rủi ro của Lầu Năm Góc. Gần đây, Nga cũng đặt hiện tượng nóng lên toàn cầu lên hàng đầu trong danh sách các mối đe dọa của mình. Ngay cả NATO cũng đã bắt đầu công việc đưa khí hậu vào các kế hoạch và chiến lược của mình đến năm 2030. Vào thứ Hai 22 tháng 3, Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 ở Myanmar. Thông báo được đưa ra bởi lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell vào hôm đầu tuần khi ông đến dự một cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels. Mặc dù khối có lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar và đã nhắm vào một số quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018, nhưng các biện pháp này sẽ là phản ứng quan trọng nhất cho đến nay kể từ cuộc đảo chính. Cũng phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian kêu gọi châu Âu thảo luận về các giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Liban.
Bên cạnh đó, Paris cũng đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm giải cứu chính quyền bảo hộ cũ của Pháp khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990, nhưng sau 7 tháng cho đến nay vẫn thất bại trong việc thuyết phục các chính trị gia đang tranh cãi thông qua một lộ trình cải cách hoặc thành lập một chính phủ mới để mở khóa viện trợ quốc tế. Cuộc khủng hoảng ở Pháp đã gia tăng trong những ngày gần đây với việc đồng tiền lao dốc về giá trị và một số cửa hàng tạp hóa tạm thời đóng cửa vì thiếu nguồn cung. Các bộ trưởng ngoại giao cũng dự kiến sẽ thảo luận về tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara cho biết họ sẽ rút khỏi một hiệp ước được thiết kế để chống lại bạo lực đối với phụ nữ và khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng cửa Đảng Dân Chủ Nhân Dân ủng hộ người Kurd, HDP. Nguồn tin từ Reuters cho biết khoảng thời gian vừa qua tại Pakistan đã có một hoạt động phá vỡ những rào cản truyền thống. Theo đó, ở vùng ngoại ô Islamabad, một nhóm phụ nữ chuyển giới đang cùng nhau tìm đến nơi được cho là trung tâm dạy tôn giáo Hồi giáo, chỉ dành cho người chuyển giới đầu tiên của Pakistan. Người đứng đầu trung tâm tên là Rani Khan, 34 tuổi, giảng dạy kinh Koran hàng ngày cho khoảng 25 học sinh. Trung tâm dạy tôn giáo như thế này là một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng LGBTQ tại một quốc gia Hồi giáo vốn nổi tiếng là đang áp vấn đề giới tính quyết liệt. Những người chuyển giới tại đây phải đối mặt với sự tẩy chay phổ biến, mặc dù không có hạn chế chính thức nào đối với việc họ đi học tại các trường tôn giáo hoặc cầu nguyện tại các nhà thờ Hồi giáo. Hầu hết các gia đình không chấp nhận người chuyển giới, họ bị ném ra khỏi nhà. Những người chuyển giới bị coi là một hành vi sai trái. Có một thời tôi cũng là một trong số họ. Cô Khan nói rằng cô ấy đã bị chính gia đình của mình từ chối từ năm 13 tuổi và buộc phải đi ăn xin. Cô tham gia một nhóm chuyển giới năm 17 tuổi, khiêu vũ trong đám cưới và các hoạt động khác để kiếm sống. Nhưng sau đó cô Khan đã được truyền cảm hứng để kết nối với tôn giáo của mình sau nhiều bước ngoặt. Khan học kinh Koran ở nhà và theo học tại các trường tôn giáo trước khi mở một trung tâm tôn giáo hai phòng của riêng mình vào tháng 10 năm ngoái. Cùng với một số khoản quyên góp, Khan thậm chí còn đang dạy học sinh của mình cách may vá với hy vọng cuối cùng sẽ gây được quỹ cho trường bằng cách bán quần áo. Điều tra dân số năm 2017 của Pakistan ghi nhận khoảng 10.000 người chuyển giới. Mặc dù theo con số hiện tại có thể lên tới hơn 300.000 người ở đất nước 220 triệu người này, Quốc hội Pakistan đã công nhận giới tính thứ ba vào năm 2018, trao cho các cá nhân những quyền cơ bản như khả năng bỏ phiếu và lựa chọn giới tính của họ trên các tài liệu chính thức. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ quay trở lại với những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu trong các bản tin tiếp theo. Hãy bấm đăng ký kênh FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!